nay tại góc phía đông bên gần công trường chợ Bến Thành, ngay góc Lê Lợi theo Châu. Nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái món cháo lòng và hủ tiếu bánh canh có từ rất là lâu đời tại chợ Bến Thành rồi, có từ trước giải phóng. Quán chỉ bán từ sau 8 giờ tối tới 2 rưỡi 3 giờ sáng thôi của cô Hương. Quán chỉ là những cái bàn nhỏ đặt trên lề đường ban đêm tại ngay góc chợ Bến Thành. Nơi đây gọi là ngay chỗ mà gánh bún riêu Bến Thành nổi tiếng đây các bạn. Đây là cái quán cháo lòng của cô Hương. Cô đang cùng con trai dọn ra. Bán từ những cái năm trước giải phóng, từ 1968 với mẹ. Thì tới nay đã được gần 50 năm rồi. Ngay chỗ cái góc gánh bún riêu nổi tiếng của chợ Bến Thành. Phía dưới cửa đông của chợ. Tối cho đến 2-3 giờ sáng tại góc chợ Bến Thành. Đây, cô đang lôi cui dọn cho cái gánh hàng rong. Cái gánh hàng rong bán cháo lòng và cả những món mì và cả hủ tiếu bánh canh nữa. Khách đang ghé, những khách đầu tiên của gánh cháo lòng của cô Hương. Đây là cô Hương. Cô Hương đang sắc giữ nguyên liệu cho những cái món tại cái quầy hàng rong của cô Hương. Cô Hương đang tất bật làm những cái món cho khách vào quán. Đây, món cháo lòng của cô Hương. Một cái nồi cháo rất là đẹp, không giống như những cái nồi, tại vì cái này là nồi cháo inox cô Hương và gia đình đặt riêng từ trước đến giờ, hình thù rất là đẹp. Khách đó ngồi ăn thì gần cái quầy của cô Hương luôn. Cô Hương đang sắc bánh canh không ăn giò, không giò trường á. Phèo. Một bên là nồi bánh canh và một bên là nồi cháo lòng. Nồi cháo lòng được cô đặt thờ làm theo cái hình thù rất là đẹp, rất là lạ mắt. Đây là những cái nguyên liệu lòng là dồi được cô Hương chuẩn bị sẵn và bày trước cái quầy trên ngay bên lề đường của khu phố đông đúc của chợ Bến Thành. Dù là bán 50 năm rồi, nhưng chỉ là những cái bàn nhỏ được đặt trên
lề đường của chợ Bến Thành như thế này, có những thực khách ngồi là một cái quầy gánh hàng rong đơn giản nhỏ nhắn thế này, một bên là để những cái nồi cháo, nồi súp đang nấu nóng, trước mặt là một cái bàn nhỏ để đựng những cái gia vị của những cái món hàng của cô Hương, và bên kia là một cái gánh hàng rong đựng những cái gia vị hành, ớt và tô. Chào cô Hương. Cô Hương ơi, cho con hỏi sao cái nồi cháo lòng của cô Hương á, cái hình thù sao đó nó lạ vậy cô? Cái nồi này là nồi gia truyền của mẹ với bà gửi lại. Tức là cái nồi này là bà ngoại với lại mẹ của cô là hồi xưa là đặt theo cái kiểu riêng rồi bán đến giờ truyền tới nghề của cô luôn. Dạ. Dạ. Hồi trước kia là mình bán ở đâu cô Hương ha? Trước kia coi như là trước giải phóng bán cũng ở chợ Bến Thành là trong. Dạ. Thì sau này là bán cửa đông. Trong nhà lòng vợ chật quá với tức tạp quá tại là bán ở ngoài này quen rồi. Dạ, thì bán đây quen rồi. Thì gì bán từ khoảng mấy giờ đến mấy giờ ạ? 8 giờ tới 2 giờ. 8 giờ đến 2 giờ rưỡi đêm ạ. Dạ. Từ bà của cô Hương với lại mẹ thì bán từ năm bao nhiêu tới bây giờ ạ? Trước năm 75. Một cái nồi gia truyền của từ đời bà của cô Hương truyền lại cho mẹ cô Hương, mà tới bây giờ là cô Hương bán cùng anh con trai phụ cô dọn bàn dọn ghế và những cái công việc lặt vặt tại cái gánh hàng rong cháo lòng bánh canh. Cho con hỏi là cái quầy hàng rong, cái gánh hàng rong của mình thì có bao nhiêu món ạ? Mua bán hủ tiếu, cháo lòng, hủ tiếu, bánh cháo lòng, hủ tiếu, bánh canh, mì, miếng gà, tiếu gà, bánh canh gà, cháo gà. Dạ. Yeah. Cái quầy gà hàng rong. Gà. Hàng rong nhỏ nhưng mà rất là nhiều món nha các bạn. Cô ơi cho con hỏi là cái giá ở đây là nó như thế nào ạ? Giá đây cháo lòng 40.000 tô. Là đồng giá hết hả con? Giá hết. Dạ. Cô Hương cho con hỏi là năm nay là cô Hương bao nhiêu tuổi rồi? Cô 60 rồi. Dạ. Năm nay cô Hương đã 60 rồi đúng không ạ? Nhà cô Hương là ở quận nào cô Hương? Cô ở quận 8. Dạ. Hồi trước là ở quận nhất. Dạ. Cái nồi cháo đặc biệt của cô Hương đó các bạn, rất là lạ mắt, cháo gia truyền. Cái lưỡi là lưỡi bò chứ không con? Heo, bán heo. À, lưỡi heo, lòng heo. Hai hộp bánh canh đùi gà đem về. Ủa cậu Út đâu, cậu Út rồi. Cái máy bạc à. Rồi làm cho cô Út chưa? Con làm. Cháo rồi, tàu khách mang về. Cháo. Dạ. Gồm có huyết với mà luộc lòng á. Luộc lòng mà bằng cái nồi nước này. Nồi khác. Dạ. Nồi khác rồi sang qua cái nồi này. Dạ. Nấu cái máy luộc lòng cho lấy nước ngọt á. Một đêm mình chỉ bán một nồi thôi à cô? Dạ. Cái này là mấy cái này là mình chuẩn bị sẵn trước ở nhà bên quận 8 mình hết rồi phải không? Rồi mới đem mang qua đây hả cô? Cái này dạ. Mình chuẩn bị.
con trai của Hương đang phụ khách để cột tô cháo để mang về. Em hỏi là anh có hay mua cháo của cô Hương không ạ? Dạ hay mua không? Thì cháo anh đây em thấy thế nào? Ăn ngon à? Ngon à? Dạ. Anh ở xe đây không anh? Ở Phú Nhuận mà. Phú Nhuận mà chạy lên tới chợ Bến Thành để mua cháo của Hương. Đó là gì vậy cô Hương ha? Cái này là xương. Xương gà là xương gì vậy cô? Xương heo á. Mình bỏ vô nồi súp cho nó ngọt nước không cô? Nè. Thì là mở rất là trễ, rất là khuya nhưng mà vẫn rất là đông. Các bạn trẻ đi chợ khuya và ghé đây để mà ăn những cái món của cái gánh hàng rong của cô Hương. Vẫn ghé quán thường xuyên và rất là đông. Thì bữa nay mưa thì khách hơi ít hơn mọi ngày.
bình thường thì càng về khuya thì khách càng đông, thì cô Hương nói như vậy nha các bạn. Biết tới quán cô Hương lâu chưa? Lâu rồi. Khoảng mấy chục năm rồi? Khoảng 10 năm rồi. Dạ. Chú có hay mua ở đây không ạ? Tôi ở đây mà. Dạ. Ở đường Lê Lợi này mà. Dạ. Chú thường thường hay mua món gì mang về ạ? Cháo lòng. Dạ. Nổi tiếng. Cho em hỏi là chị có hay ăn thức ăn ở quán của cô Hương không ạ? Dạ, ăn thường xuyên lắm. Dạ. Chị ăn được bao nhiêu năm rồi chị? Ở đây mười mấy năm. Dạ. Thường thường là chị thích cái món gì ở quán cô Hương ạ? Cháo hủ tiếu thì cũng ngon. Cháo hay hủ tiếu gì cũng ngon. Dạ.